xe mất rồi. Đẹp lắm, người Việt Nam mình da đẹp lắm.
phải dạ, giỡn đâu á. Muốn dạ, muốn có làn da y như mình là không có phải dễ đâu đó. Phải đi nhuộm đó. Nhuộm nào? Nhuộm da hả? Nhuộm da cho nó có màu da vàng vàng giống như mình nhuộm mới đẹp. Có da nâu nâu á. Nói như nè, nói như nè. Da tệ mà ra ngoài nắng đứng chừng vài tiếng đồng hồ là da mình nó nâu lên, nó đen nâu lên. Sớm hả? Sớm không? Đẹp lắm, da nâu đẹp lắm. Không thích da nâu. Sao ạ? Da nâu cũng đẹp rồi. Da hồng cũng thích da, da, da. Hello. Hello ai? Hello bố, hello bố ngoại. Wow, cái bông bạc không các bạn? Ờ, cái bông, bông này không biết cái bông gì mà nó cũng đẹp đẹp. Đây nè. Con rất là thích cái bông này trời. Cái bông này nhưng mà nó nhỉ nhỉ. Nhưng mà bạn trời, nó dễ dụng lắm các bạn. Ừ. Cái này nhưng mà nó còn mỗi cái thôi. Cái này nó nhiều. Nó thế vậy nha. Cho nên nó mới đẹp vậy á. Đó, nó dùng thứ mới cái chưa. Đầy mấy ốc. Con đứng xích qua bên cho bà ngoại quay phim cái coi. Qua bên này ngồi nè. Đúng rồi. Con đứng con án bằng tổ bà ngoại quay đâu có được. Hả? Con đứng con án bằng tổ của ngoại quay đâu có được. Án bằng tổ là gì? Hello. Án bằng tổ là đứng ngay chỗ cái camera của bà ngoại nè. Con đứng ngay cái camera đó. Đó. Ô con chó nó đẹp như cái con sư tử luôn kìa. Đó. Hello chó. Thấy chưa? Con chó đẹp y như con sư tử luôn. Ta chỉ mày đẹp. Nè con đứng xích ra cho bà ngoại quay cái con chó nè. Đó. Có phải hành có phải cái phải hành tinh cái nào? Ôi con chó nó đẹp như con sư tử. Có phải đó. Có phải con chó của cô Cần không? Ừ. Đúng rồi hả? Con chó của chị đó đó chứ mình đâu có nuôi chó đâu. Vậy hả? Ừ. Trời ơi. Ơi. Giọt nước. Giọt nước. Cô cứ nói kìa trời. Nó vừa cho nên nó mới nhảy. Bông này là cái bông gì à? Cái gì hải đường đúng không? Ôi, cái bông đẹp quá. Nhìn không? Cái bông này nó đẹp hơn nè. Cái bông này nè. Mấy cái nhị nó nè, thấy không? Nhảy ra nè đó. Ngoại trong bước bơ mẹ một cái thôi nha ngoại. Ừ nè. Rồi bước đâu. Rồi. Xe này là cái xe nó đi giao hàng. Xe giao hàng ở nhà ơi. Chết hết. Chào cả nhà. Cả nhà ơi, sao cơn mưa trời lại sáng. Hết mưa rồi trời lại sáng. Nó có nắng lên rồi đó. Có nắng lên rồi. Trời, ông trời bớt mưa rồi. Trời bớt mưa rồi. Hai bà cháu mình có hai bà cháu mình tạm biệt cả nhà, tạm biệt ông bà cô chú. Hai bà cháu tắt máy. Chúc cả nhà nhiều vui và nhiều sức khỏe. Mong cả nhà xem video nhớ like, đăng ký kênh. Rồi ủng hộ tinh thần mình rất là biết ơn. Mình thật cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chờ đó.